Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Ghê chưa. Wow. 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 Ok, hello anh em, chào mừng em quay lại với channel của mình. Thì hôm nay mình lại tiếp tục lái trên xe Volvo FH 2021 và 604. Thì đây là cái xe mà hôm nay mình đã cho nó xong một vòng mới để review cho anh em xem. Nhìn rất là ngầu luôn. Và bây giờ mình sẽ có đèn cho anh em xem. Thì đèn led nó có hệ thống ở trên và ở dưới đó. Thì hôm nay mình sẽ cho nó lái, nó chở một chiếc container này với Roland. Bây giờ mình sẽ cho xe nó kết nối vào cái remote nha. Ok, xe chúng ta đã kết nối vào xe X1981 Roland. Roland là một chiếc hàng container rất đẹp luôn anh em ha. Đây là hành trình chúng ta hôm nay là nó sẽ đi qua một cái chặng đường khá là dài, 1567 km. Thì anh em hãy nhớ đồng hành với mình nha. Đó, xe sẽ đi theo một cái đường khá là quen thuộc luôn. Container này rất là dài luôn và nhìn nó rất là đẹp luôn anh em. Turn left. Oh, xe. Xe nó đang đừng phải hàng rào công ty rồi. Cho về lại xíu Tài ơi. Ok, tiếp tục nha. Chạy bậy quá à. Rồi tăng tốc luôn anh em. Ôi, xe nó chuyển sang đèn vàng lúc nào mình không hay luôn. Từ từ. Ok. Đó. Thời tiết hôm nay nó khá là âm u anh em thấy, khá là âm u luôn. Thì chúng ta sẽ tăng tốc độ lên như mọi hôm, chúng ta sẽ tăng lên nha. Exit right. Tăng lên 120 cũng được. Đó, đi lên. Anh em hãy xem video và đừng quên like và like mạnh của mình nha. Chia sẻ video này lên Facebook, Zalo, chia sẻ đến những người bạn mà anh em biết cùng chơi tựa game này để chúng ta có trao được những cái đồ tài thật là thú vị của tựa game Continue Straight. Trước mặt chúng ta là một cầu đỏ, cái đó là cái cầu rất là đẹp luôn. Mình sẽ làm một cái cầu này đẹp, khá là đẹp luôn. Cái cầu này nó là cầu rất là tuyệt vời. Rồi đi tiếp anh em ơi. Mình phải cua chỗ này. Đó, phải cua chỗ này nha. Xe chạy vận tốc nhanh. Wow. Chuyện gì vừa xảy ra. Rồi ok, nó đã chạy tiếp tục rồi anh em. Xe đã tiếp tục lên đường nha. Đó. Chạy con này ghê quá. Mình phải cho xe nó vào phía trong anh em ơi. Vào phía trong này mình cầm lái. Chạy nhanh quá, có sót xử lý. Đó, đẹp nào đây nó chạy nhanh nè. Thì đua online là chạy như này thì anh em làm chạy lại. Thì xong cái video này mình sẽ tiếp tục vào cái cuộc đua online của một số anh em nha. Đó, số vẫn cứ để số luôn, nó giảm số cho mình. Quay xe rất là nhanh luôn. Quay thì là mình xử lý cái phần này để làm đi. Sao vậy? Yeah. Đó. Xe phải nói là chạy vận tốc khá là nhanh luôn em. Đọc lắc phần game. Exit right. Ném thấy ghê không? Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa? Ghê chưa? Wow. 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 Anh thấy ghê không? Một pha bay nhảy rất là ghê gớm. Ta sẽ tiếp tục thử vận hành lại thôi nha. Lại. Từ từ anh em ơi, mình ghe xe lại đã. Xử lý chỗ này đã. Ủa sao hỏng rồi? Rồi luôn. Rồi kẹt ở đây rồi nè. Phải nằm vào luôn, mình cứ lên xe rất là ngục và giờ anh em thấy là xe tới đây là áp lực luôn. Ok, thì chắc lẽ là video này mình sẽ tạm dừng tại đây anh em, và cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video của mình nha, và hẹn gặp lại anh em ở cái video tiếp theo nha. Mình sẽ tiếp tục cái cản đường online rất là tiếc phải tạm dừng video này, và cái xe nó anh em mình nó quay vãi cái rồi luôn. Ok, bye anh em nha, hẹn gặp lại anh em ở cái video tiếp theo này.